Chào các bạn đã đến nhà chị Khanh. Sàn đá của chị Khanh sao nó đen thui vậy? Sàn đá kìa. Dữ luôn. Gì? Dữ. Chào Linh Trần. Chào. Làm gì ở đây? Đi thăm chị Khanh. Đi. Đi vô. Tôi này đây. Nắng quá Ly ơi Ly. Sen đá nè. Trời ơi. Trời ơi, nó sắp chết hết trơn rồi. Nó đen thui, ý trời ơi, cái nè. Cái cây này đen thui luôn, nè, chết queo. Đâu? Trời ơi, cái hướng này nó nắng kêu. Nó đen, nó chết hết trơn rồi. Tội nghiệp chưa? Trời ơi, cái này mà chết. Trời ơi, nó chết queo. Sao không có tưới nước vậy trời? Không, chị Khanh phải tưới. Cho dù là biết chừng nào mà cái khí hậu bình thường á. Trời, nó đen thui luôn nè. Mình nó 2-3 tuần, còn cái này để gì khô queo rồi. Chết hết trơn. Cái này đỡ hơn nè, cái kia đỡ hơn kìa. Trời, cái kia không chết nè. Vô. Kitty đang ăn bắp. Vẫn là những khung cảnh cũ, không có chi thay đổi. Vẫn khung cảnh cũ, không có chi thay đổi. Hello bà chủ. Cây cổi của bà chủ chết hết rồi. Đừng làm đau lòng hả? Bông trong nhà vẫn đẹp. Bức tranh vẫn còn đây. Bông trên bàn vẫn còn đây. Nếu mà bình thường á thì bỏ cái khí nó cũng chết. Nhưng mà nó nắng quá mình tưới cho nó có sức sống. Cái gì đó không quen. Tối không? À đúng rồi, hơi tối, cỡ mắt kiến nha con. Ngon không? Ăn không mời gì hết á. Đâu coi cái bếp chị Khanh vẫn như cũ không ta? Cái bếp thì vẫn như cũ, vẫn cái bình chậu bông này. Lấy ăn bánh mì không? Không. Dạ không. Không ăn hả? Không, no lắm. Con ăn không? Cái gì vậy? Cái gì đó? Không, mà nãy giờ con ăn cái gì, con ăn chưa? Đây, một cái bình bông ở đây rất là đẹp. Trên này có một những cái đèn rất là đẹp. Yes. You don't like to be black, you like to be white. Yes. You are white. You American? Yes. Yes. Okay. Do you understand what I'm saying? Huh? Nói cái gì nắn á? You say fast. Chị nói vậy. I don't understand. You say slow. Đó, slow. You understand what I'm saying? What do you mean? Huh? What? What's the meaning of that? Mm. Who's your favorite sister? Khanh. Yes. Why? Oh, yeah. Because she's beautiful. Oh. She's very nice. She's beautiful and very nice. What did she do for you? She do everything for me. Oh, that's very nice. Good job. Oh, you're so impressive, chị Thơ. Now you cook. Now she cook for you. Yes. Oh, wow. You're so lucky. You thật là sâu sắc. You are so deep. She very, very, very nice. Very impressive. She very beautiful. No. Trời ơi, hai đồ kìa. You idolize her? You idolize her? Oh, wow. What else? What else about her that you like? Rồi cái tay suy nghĩ. Cái đầu không suy nghĩ mà cái tay suy nghĩ. That's all you can say? Mày có cười à? What is happening? What happened to your hand? I
fell. I fell down. I fell, yes. I on fell the ground. On the ground. Did you hit your head? Did you hit your head? Yes. Does it hurt? A little. A little bit? Yes. Did you go to the doctor and scan your head? No. Not yet? Doctor talk with me. You no problem. Normal? Everything normal? Normal. Are you sure you're normal? Are you a singer? I think you're very famous. Are you a singer? Are you Gamta? You look like her. Oh my god! It's me! It's you! Yes, it's can I take your hand? I really like you. You sing so well. Thank you so but much. But you're a little crazy, right? Yes. Yes? A little. A lot of crazy. A little. A lot of little. Yes, a lot of people are crazy. Not young. Wow. You understand? You understand? You understand? Is that your fan? Are they following you, your fans? Yes, yes. Oh, wow. My friend. Oh, my. So many. My friend. My crazy fan. Oh, my gosh. Because I sing very, very high. Very well? Yes, very well. So I sing my voice. Can you sing a song for us? No. Biến tình. That's not your fan. That's anti-fan. Anti-fan. No. Fan cuồng. Sing a song for us, okay? Biến tình. Fan. Hát bài nghe coi. What song you can recommend? Yêu cầu. Request a song for her, please. Love Tonet. What song? Yêu cầu. Yêu cầu. Love song. Chuyện tình chiếc cầu đã gãy. What song? Chuyện tình chiếc cầu đã gãy. Oh, is that a rock song? Yeah, rock. Okay, do it again. Mua chàng. You spit on my hand. I'm sorry. Are you born here in America? You born here, you don't know Vietnamese? No, I'm born Vietnamese. You born in Vietnam? Yeah. But you don't speak Vietnamese? Tomorrow, I speak Vietnamese. Oh, you speak Vietnamese tomorrow, but now, not today? Now, I want to speak English. Oh, okay. So you have to pick because, the days. Because around me, American. Oh, that's why you speak English. I speak Vietnamese. Everybody knows, understand. They don't understand. Yeah. Oh. I'm afraid. Oh, you're afraid? You're afraid they don't understand, so you have to speak English. Yes. You speak Vietnamese tomorrow. Yes. Why? Why tomorrow? Not for ngày. Why tomorrow? Why not today? You feel like it? You don't feel like because it? Because I like. Oh, you like. Okay. I like tomorrow. I speak Vietnamese. Okay. Thank you. Thank you for having me today. Okay? Thank you. Can I see you again tomorrow? Yes. Can we speak Vietnamese tomorrow? Yes. Okay. See you. See you. Okay. Bữa nay tới ngày mai rồi chị nói tiếng Việt được chưa? À, mai rồi hả? Yeah. Okay, giờ mình nói tiếng Việt nhé. Chị dạo này chị sao rồi, chị fan chị còn đông không? Đông chứ, càng ngày càng đông. Ủa là sao chị, mấy cái người đó bên ngoài đứng mấy ngàn người bên ngoài là fan chị hết hả? Ủng hộ đem. Wow, đông dữ vậy hả chị? Cuộc phỏng vấn này chị ơi, em thấy người già người trẻ quá chừng đứng bên ngoài luôn là nít nữa, nít nữa. Ôi là ơi. Mà tại sao mà họ mê chị như vậy chị cho em biết được không? Chị hát hay mà. Ủa có người nói chị hát hay kìa, đúng không? Ồ chị tự đúng rồi, thì cũng có người thích mình vì mình hát hay. Mà hôm qua tới giờ chị vẫn nổi nước miếng như tay em chị nha. Xin lỗi xin lỗi à, tại vì em cầm cái mình vô nhỏ quá cho nên mang vào tay. Rồi chị của chị với chị mối quan hệ sao rồi? Vẫn còn tốt đẹp không? Vẫn còn tốt đẹp. Chị rất là có duyên, chị rất là... Chị có duyên hay là chị của chị có chị duyên? Chị của chị rất là có duyên. Ồ vậy hả? Chị của chị rất là vĩ đại. Ồ vĩ đại là như thế nào chị? Vĩ đại về vĩ mô. Vĩ mô là gì? Vĩ đại vĩ mô. Thì nói chung là chị rất là vĩ đại, tấm lòng chị rất là vĩ mô. Tấm lòng của chị rất vĩ mô là sao chị có thể nói không? Vĩ mô là vĩ đại đó.
vậy hả chị? Thì từ đó em mới nghe lần đầu tiên. Vĩ đại là còn nhỏ hơn vĩ mô nữa. Ồ, vĩ mô nó chị? Bự hơn cái vĩ đại rồi. Kinh đó hả chị? Cho nên mình dùng cái vĩ đại thì nó cũng hơi không có đúng lắm, nên mình phải dùng cái chữ vĩ mô. Vĩ mô là cao cấp hơn vĩ đại. Mà, lần đầu tiên em biết luôn chị. Chị của tôi. Tiếng Việt chị hay vậy, ngang qua em thấy có người phỏng vấn chị bằng tiếng Anh thì nói rất là hay, mà sao tiếng Việt chị cũng giỏi chị? Thì chị gì giỏi rất là nhiều tiếng. Vì hai ngoài chị ra gì còn giỏi được tiếng Tàu, tiếng Pháp, tiếng Pháp, và chị giỏi tiếng tiếng Thái Lan. Chị biết hát tiếng Tàu không chị? Biết chứ. Chị hát một bài thử em nghe. Biết chứ. Nhiều mạng hùng tím tím xích 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 chị hát tiếng Pháp 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 nứt cơ mặt. Nứt cơ mặt hả? Ừ. Không sao chị. Chị qua ngày rồi mà. Dạ, qua ngày. Qua ngày rồi. Không, thấy cho chị vĩ mô của tôi chưa? Chị quan tâm chị quá chị ha. Quan tâm chị còn ai quan tâm rách chị cơ mặt luôn. Chị còn anh chị em mình quan tâm chị. Rất là nhiều. Chị kể em nghe vài người thôi. Rất nhiều lắm. Kể không hết đâu. Kể chắc phải một tháng. Kể chị cứ kể đi, kể ai được kể chị. Cái ti này. Chị nói đi. Phan với chị có Kitty cũng cuồng lắm phải không? Ừ đúng rồi, Kitty là cũng cuồng dữ lắm. Có Kitty ở đâu chị? Kitty ở San Diego. Ô xa vậy luôn hả chị? Nó có cuồng giống wow. Chị nó cũng hơi 1 9 1 10. Thì là cái bệnh của chị Lan cũng nhiều rộng rãi chị ha. Lan nhiều chứ, Lan qua online. Kính nữa hả chị? Ừ. Rồi còn ai nữa không chị? Cũng có ai ở xa thiệt xa mà phải đi máy bay không chị? Hailey. Hailey là ai? Hai đì á. Dì Lan hả chị? Dì Lan. Dì Lan tên mới là dì Lan hả chị? Không biết hả? Em có nghe, em có nghe là mỗi lần chị đi đâu là dì Lan hay cầm cái bảng cái mặt chị dơ lên lắm đúng không chị? Ừ. Sao biết hay vậy? Cùng. Ồ vậy là dì Lan cũng nổi tiếng quá. Dạ, cũng cùng. Em cũng biết luôn á hả? Em biết chiếc tiền biết dì Lan hết á chị. Ồ. Dì Lan có khùng vậy chị? Dì Lan cũng hơi. Cũng em... hơi khùng khùng. Nói chung cũng 1 9 1 10. Còn ai nữa không chị? À, Linh Trần này kia. Ô Linh Trần em nghe nổi tiếng ở Bosa lắm chị. Chụp hình đẹp lắm đúng không chị? Chỉ có cái hơi ú thôi đúng không? Ờ đúng rồi. Chứ em thấy là nghe là giỏi lắm, nấu ăn cũng ngon nữa. Linh Trần này em thấy là được lắm á chị. Có cái cũng ít nói. Chị có thể gả chị đi không? Dạng là fan cuồng. Em thấy nhiều người cũng mê chị lắm, chị gả chị đi không? Định gả đi không? Dạ cái gì vậy là nói chung là hay là để giữ lại. Tùy duyên. Tùy duyên mà chị. Còn ai nữa chị? Con bé nhỏ Bí Lê. Ủa nó nghe nó lấy chồng rồi mà còn nhỏ vậy chị? Nghe nó lấy chồng rồi mà. Lúc trước cách đây 1-2 năm thì nó nhỏ đó, nhưng mà giờ 1-2 năm sau nó già rồi. Tại vì nó đã có già đâu. Tại vì nó có tình yêu á, nó cũng sắp đám cưới đến đồ rồi. Ồ vậy hả chị? Nó thành người già. Wow. Con nhỏ ngoài kia nó đứng sừng sộ là ai vậy chị? Sừng sộ là chị chắc nó giống con nhỏ đó. Ồ, nó bị châu, tật cái châu. Nó có tật cái rụt rịch chứ không? Nó nhột quá. Ồ, nên nó mới sừng sộ là vậy. Chuyện cũng dễ nhiên vậy. Em thấy cái của chị dễ thương đó chứ chị. Rất là em thấy quá nhiều. Sao chị nói sao mà cái người kia sẵn tay áo không phải đâu không có anh chuột. Em quên em phải che lại chứ nước mưa nó dằn mình kéo lên nó dằn lên. Tại vì tương thương ca sĩ này kia người nổi tiếng người ta nói chuyện người ta hay phun nước miếng. Anh cũng thấy vậy, em dằn mưa dằn. Nếu mà không mua nước miếng là em cũng không có được điểm phút mà ai cũng phải dằn hết á chứ không phải là riêng mình đúng không? Ok làm sao em gặp chị lại nha. Rồi chị giữ sức khỏe nha. Cảm ơn. Ok rồi. nhớ gặp Phan cái chị cho em phỏng vấn luôn nha chị. Rất là chị có chuyện nha. Em giữ gìn sức khỏe để đừng bị thăng tiến để mà không dấn những fan của chị nha. Rồi em tới đêm hôm nay nghe nói sinh nhật của. Ồ đúng rồi chị, bữa nay sinh nhật chị rồi, fan chị cứ làm gì cho chị không? Có chứ. Fan chị làm gì? Chút nữa hả chị? Đã làm ngày hôm qua rồi chứ. Không, fan của chị đã làm cho chị được 2 bữa rồi. Ô wow, chị hạnh phúc quá vậy. Bữa nay là bữa thứ 3 nè. Lần ơi sinh nhật chị mà ăn mừng 3 ngày ghê vậy chị. Thường thường ăn cả năm luôn á. Ôi chú trời. Nhưng mà
cả tháng bình thường toàn cả năm luôn. Trời ơi. Vậy là mỗi ngày một fan là khác nhau, là 365 ngày là đều có fan. Vậy nhiều fan quá thì mỗi ngày fan nó tổ chức nhật cho mình phải nhận lời chứ từ chối. Vậy là em nghĩ cái độ nổi tiếng của chị là ngang ngửa Beyonce đó. Không không chứ. Thôi nha chị. Ok, xin chào mọi người nha. Cảm ơn các mọi người đã nghe được cuộc phỏng vấn của Cam Thơ và Kitty. Hẹn lần sau sẽ gặp được chị của chị Cam Thơ và những người fan rất là dễ thương. Xin chào các bạn, hẹn lần sau. Và bây giờ chúng ta bắt đầu ăn tối. Đây là lẩu bò nhúng giấm. Bò nhúng giấm. Đây là món cháo lòng chị Khanh nấu rất là ngon luôn. Hồi nãy bà Tám ăn á, cháo lòng á, ngon gì đâu á. Chị Khanh chị nấu quá trời ngon luôn. Bây giờ chút nữa Tám ăn nữa nè. Còn mọi người ăn thịt bò nhúng giấm, tại vì Tám không có ăn thịt bò nhúng giấm. Bà Linh Trần, Kích Tì, bé Lê, bé Nhi đang dọn đồ ăn. Rồi bữa tiệc chúng ta sẽ bắt đầu đây. Rồi nè, thịt bò đây nè, đem qua. Bò đây nè. Tám chỉ ngồi đây hầu đem qua cho chị thử. Hầu chuyện buổi tiệc này thôi, chứ bà Tám không có ăn. Bà Tám đã ăn một tô cháo lầm rất là ngon rồi. Rồi mọi người làm dấu đi kìa. Rồi rồi. Đâu vậy? Chính chị là người chứng kiến nha. Ăn đi, ăn đi. Bé Ly làm rồi, hay đi làm. Bây giờ hay Ly mới làm. Xin mời. Happy birthday to me. Happy birthday. Để chị lấy cái tô để mà mình bỏ. Bắt đền tháng. Tôi ăn sinh nhật. Sắp tới sinh nhật của Kitty á các bạn. Ngày 10. Ngày 4 nói tháng cái buồn ghê á. Thiệt á. Ngày người gần nhất là hai đì là sinh nhật. Thôi bây giờ mình hát happy birthday hai đì luôn đi. Đúng rồi, đâu gặp đó. Đúng không? Bây giờ vấn đề bên cho hai đì bên này nè. Chúc hai đì sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn chị Thơ. Chúc năm hạnh phúc nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hôm nay chính thức sinh nhật Cam Thơ nha, hôm nay hát nha. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. And many more. Thank you. Thank you. Bây giờ em hát này quá em mệt luôn. Mình có hát trước cho cô Christine luôn không? Tuy là ngày 4 tháng 11. Ngày 5. Nhưng mà ngày 5 nhưng mà có tôm á, bỏ tôm vô kìa cái tay. Tổ chức ngày 4 à, sinh nhật ngày 5. Thôi cứ cuốn đỡ cuốn trước đi nha. Xin mời nha. Em xin phép. Ngon không các bạn? Ngon. Ăn một cuốn đó sao? Chị thấy nó có bị cắt gì đâu. Dạ thương đâu cục. Không, chị nói thiệt, tại đâu có cắt cái gì đâu. Để từ từ đi, chút em muốn ăn à, chị lo gì. Ủa là vậy luôn á. Nói thôi mà. Lấy quan trọng có làm hay không thôi, không ai đi. Đúng rồi. Kỳ này hai đi sẽ giữ cuộc thi hát karaoke của Lê Quang và Tracy Phương Trinh chấm. Chấm cho mọi tổ chức nha. Các bạn thân mến, hai đi thi Christy thi hay bất cứ ai thi đều là một chuyện rất là thường tình thế thôi. Nhưng kỳ này đặc biệt khiến Khanh sẽ chắc em can chịu quá. Em cũng xin can luôn á chị. Các bạn phải ủng hộ cho hai đì nha. Trong cái web đó có một cái giải là được nhiều người bình chọn á, với lại view á, thì các bạn fan bà Tám đâu ủng hộ cho hai đì nha. Cảm ơn chị Thơ. Ăn có ngon không? Ngon. Thiệt không? Dạ thiệt. Món này ai làm? Chị Khanh làm. Chị Khanh làm hả? Dạ đúng rồi. Một chút nữa em sẽ ăn.
Ăn gồm có tôm và thịt bò nhúng giấm. Kỳ này Tấm về Việt Nam, Tấm ghé cha Trần An nè. Cha Tấm sẽ quay cái nhà mà cha chuẩn bị làm á, ở ngay sau Đức Mẹ La Vang đó. Ở Huế hả? Ừ, Huế đó. À, em có mã số tham gia rồi nè, 166. Wow, có mã số thật. Hai đi, mã số tham gia cuộc thi karaoke là 166. Ghê quá. Mã số tham gia của chị Kim Thanh là 188. 166 hả? Các bạn nhớ ủng hộ Hai Đi nha. Ủng hộ Hai Đi. Hai Đi sẽ hát một bài Điêu Lần. Nói tên sai. Ủa, cái cha Điêu Lần. Dạ. Dì Lan nha các bạn. Ủng hộ cho dì Lan vô coi view view rồi cái gì nữa. Ủng hộ phải nói tên mà hả? Phải nói tên chính xác. Điêu Lần. Điêu Lần để Tấm ghi lên màn hình. 166. 166. Nhưng mà cái lúc mà người ta chấm sao là view với là cái gì Hai Đi? Nó sẽ là có nhiều tương tác giống như là like, share, comment, subscribe. Để nghe ta. Ở trong cái khi mà mình đăng ký phía cuối dưới trước khi mà mình bấm cái chữ submit á thì nó sẽ có cái một cái link, mà cái đó là ở trong cái Facebook group của người ta. Mình wow. Khi mà mình đăng ký là mình quay xong mình đi vô đó, mình post ở trong đó. Thì mọi người á là sẽ vô trong cái Facebook đó để mà nghe, xem. Yeah. Comment, like, comment. Khi mà mình đi thi offline á là mình tới cái chỗ mà người ta tổ chức đó thì chị Tracy với lại anh Quang chấm. Còn chỉ có online thì mới cần mọi người ủng hộ mà đó cũng là lý do offline đó, thì cái tiền thưởng được nhiều hơn là online. Rồi là tháng 1 Tấm đi qua việc xin nhà từ ngày 18 tới ngày 23 hát chương trình xây nhà thờ. 18 tới 23 tháng 1 là coi chừng là Tết đây mà nha. Không, Tết là ngày 11 tháng 2 là Tấm hát ở Phoenix, Arizona. Là Tết nha, mùng 2 Tết luôn á, là Tấm hát Tấm với anh Lê Quang. Nhưng mà mùng 4 Tết sẽ đi Arizona. Nhưng mà mùng 4 là mình phải về để đám giỗ. Dĩ nhiên em mùng 3 em về rồi. Mùng 3 là Tấm về rồi. Mùng đi mùng sáng mùng 2 đi, tối mùng 2 hát, sáng mùng 3 về. Mùng 4 là như thứ tư á. Ý mùng 4 là như là thứ 3. Mùng 3 là thứ 2. Mùng 1 là thứ 7. Đúng rồi. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 đúng rồi. Mùng 2 là chủ nhật là nhưng mà chị rõ rồi đâu có làm đầu năm hả? Thì tao vừa tính hỏi mày, nếu mà làm mùng 1 có sao? Ý, thôi, đâu, mùng 4 là chị phải làm mùng 4 chứ. Đúng ngày chứ. Tại sao phải làm mùng 1? Mùng 4 Tết á hả? Là bà này đi show rồi. Mùng 3 về rồi. Chị đi mùng 2, mùng 2, mùng 3 về rồi. Thật, Khanh cũng đi mùng 4 ở đây mà. Rồi, chúng ta đã ăn uống xong và chúng ta đi về. Bye bye. Bưng nguyên một nồi cháo về luôn. Coffee quay đằng kia kìa bà ha. Đã ha. Đâu? Buổi chiều quá, đứng ra nhìn đẹp. Đẹp ơi là đẹp. Đây là nồi cháo Hai Đi đã pick. Đã gì? Pick cup hả? Pick cup đâu? Là giờ em bỏ ra xe cho chị mà. Hai Đi đã cái gì cơ bằng gói. Gói thác. Ờ đúng rồi, quên lộn. Thác cho bà Tám đem về. Chị lên ngồi bên nào vậy? Thượng Lộ Bình An nghe dì Lan. Các bạn nhớ ủng hộ cho dì Lan. Yeah. Cảm ơn mọi người. Không có chi. Để dưới chân chị đi. Chân chị hả? Ừ. Sure không? Sure. Rồi, chúc Hai Đi thi thành công nha. Thank you. Bye bye. I love rồi. You. Bye bye. See you again. Bye bye nha. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.